Xin kính chào các khán giả kênh Hậu Trường Bóng Đá. Các bạn thân mến, lúc này thì tôi đang có mặt tại sân tập của VFF. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh về buổi tập của tuyển U23 Việt Nam. Buổi tập đầu tiên dưới chiều đại của huấn luyện viên Philippe Chuchier. Và buổi tập sẽ được dự kiến bắt đầu vào lúc 20 giờ. Tuy nhiên phải đến 21 giờ thì cầu thủ mới có thể ra sân để tập luyện. Trong buổi tập đầu tiên thì Phan Tuấn Tài sẽ là người trả lời phỏng vấn. Và vào khoảng 21 giờ thì các cầu thủ bước ra sân khởi động và chuẩn bị cho buổi tập. Dự kiến buổi tập đầu tiên sẽ diễn ra vào hơn 2 tiếng đồng hồ. Sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ và kết thúc vào lúc 23 giờ. Với huấn luyện viên Philippe Chuchier thì việc cho các cầu thủ tập luyện vào khung giờ tối, đặc biệt là gần về đêm thì không lạ gì. Còn nhớ vào năm 2020 thì huấn luyện viên Philippe Chuchier đang dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam tập trung tại PVF và toàn đội có buổi tập vào lúc 23 giờ. Với cái khung giờ của huấn luyện viên Philippe Chuchier thì các cầu thủ trẻ sẽ được tập 2 buổi một ngày. Một buổi sáng sẽ được tập vào lúc 10 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa. Và đến tối sau khi ăn cơm cũng như ăn nhẹ xong thì toàn đội sẽ tập tiếp từ khoảng 20 giờ tối. Và sau khi tập xong buổi tập tối thì toàn đội sẽ trở về và ăn nhẹ trước khi đi ngủ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập vào sáng ngày mai. Đây là buổi tập đầu tiên và chúng ta có thể thấy dàn trợ lý mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại sẽ chỉ còn các chuyên viên y tế và các trợ lý dinh dưỡng mà thôi. Toàn đội sẽ hội quân đến ngày 8 tháng 3. Và đến ngày 8 tháng 3 thì đội tuyển quốc gia sẽ tập trung. Đội tuyển quốc gia tập trung sẽ tập trung khoảng 5 ngày. Đến ngày 12 thì các cầu thủ trở về câu lạc bộ và tiếp tục cho 3 trận đấu tiếp theo tại V-League. Sau khi kết thúc 3 trận đấu tại V-League thì đội tuyển quốc gia sẽ tập trung tiếp. Và điều đó rất ảnh hưởng đến với các câu lạc bộ. Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm hay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đều tỏ ra không hài lòng với quãng nghỉ kéo dài đến khoảng gần 2 tháng. Các bạn cũng được biết rằng V-League mới chỉ diễn ra khoảng 4 vòng và họ sẽ phải nghỉ hơn 1 tháng để nhường chỗ cho U20 đi đá vòng loại U20 châu Á. Sau đó họ trở lại với 3 vòng đấu và tiếp tục nghỉ để cho các đội tuyển U23 đá SEA Games. Và ngay sau khi trở lại V-League trở lại thì các cầu thủ sẽ phải đá với mật độ 3 ngày một trận. Với mật độ 3 ngày một trận thì việc các cầu thủ gặp những chấn thương hay sự mỏi mệt và phong độ thi đấu không được tốt là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Và đó là những cái điều mà các câu lạc bộ đua tranh mục tiêu vô địch cũng như trụ hạng rất sợ các cầu thủ trụ cột bị ảnh hưởng về sức khỏe. Trở lại với buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 thì trong buổi tập đầu tiên thì các cầu thủ sẽ khởi động 15-20 phút ở phần sân số 1. Sau đó các cầu thủ sẽ trở về sân Yenma để tập các bước chiến thuật. Các cầu thủ sẽ chạy cùng nhau, chạy theo hàng và không ai được chạy trước. Tất cả phải chạy cùng nhau, đi bộ cũng cùng nhau. Trong buổi tập này thì các trợ lý sẽ là những người thị phạm cho các cầu thủ trẻ. Còn huấn luyện viên Chuchier sẽ có những lời dặn dò với các trợ lý và ông sẽ quan sát ngay từ xa. Trong đội hình U23 các bạn có thể thấy những cái tên rất quen thuộc như Quang Văn Chuẩn, như Vũ Tuyến Long, như Phan Tuấn Tài, Hoàng Vĩnh Nguyên hay Huỳnh Công Đến. Đó là một trong những số cầu thủ đã cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo giành huy chương vàng SEA Games 31 diễn ra vào năm ngoái. Và các cầu thủ sẽ tiếp tục để chuẩn bị cho SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.